Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên S Channel. Và ngày hôm nay 13 tháng 9 có lẽ là thông tin về siêu bão và những mẫu iPhone mới nhất đến từ Apple chính là những thông tin hot nhất của ngày hôm nay. Vậy ngay bây giờ thì hãy cùng Gặp Nhau Cuối Ngày xem là ngoài những thông tin đó thì sẽ còn những tin tức nào hot và nổi bật mà chúng ta không thể bỏ qua trong ngày hôm nay nhé. Vào sáng ngày hôm nay 13 tháng 9 thì Q Entertainment đã chính thức thông báo đến khán giả về việc sẽ chấm dứt hợp đồng với nữ hoàng sexy Yuna và Edon chính là thành viên của nhóm Pentagon với công ty này với lý do là đã mất niềm tin vào hai nghệ sĩ này. Và trước thông tin này được đưa ra thì rất nhiều người hâm mộ đã không khỏi bất ngờ và hoang mang vì Yuna từ trước đến giờ thì vốn là một nghệ sĩ được xem là nghệ sĩ chủ chốt của công ty này. Thông báo này như sau, công ty đã quyết định rằng hai nghệ sĩ là Yuna và Edon sẽ rút khỏi công ty. Điều tiên quyết mà chúng tôi đặt lên hàng đầu trong việc quản lý chính là niềm tin giữa công ty và nghệ sĩ. Sau nhiều cuộc thảo luận và xem xét thì chúng tôi đã nhận thấy rằng mình không còn thể nào lấy được sự tin tưởng của Yuna và Edon nữa. Sau thông tin này thì đã khiến cho rất nhiều người không khỏi bất ngờ khi mà công ty này đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Yuna, đồng nghĩa với việc là công ty này sẽ bỏ đi một con gà đẻ trứng vàng của mình. Tính đến thời điểm hiện tại thì nữ hoàng sexy vẫn là một trong những nghệ sĩ quan trọng và có tiếng tăm nhất của công ty này. Ngay sau khi thông tin này được đưa ra thì giá cổ phiếu của công ty này đã sụt giảm một cách nghiêm trọng và nhanh chóng, giảm đến 5,05%. Bên cạnh đó thì rất nhiều fan đã xôn xao vì không thể truy cập vào trang web chính thức của Q. Netizen đã nghi ngờ rằng trang web này đã bị đánh sập sau sự việc mà công ty đã gạch tên Yuna cùng tình nhân ra khỏi công ty. Được biết vào đầu tháng 8 vừa qua thì tin đồn hẹn hò giữa nữ hoàng sexy Yuna và thành viên của Pentagon Edon đã tràn ngập khắp mặt báo. Dù công ty quản lý đã lên tiếng phủ nhận việc hẹn hò nhưng lại được cả hai nhân vật chính này xác nhận. Scandal này thì đã khiến cho công ty quản lý này phải hủy bỏ tất cả lịch trình của cả hai dù là thời gian quảng bá cho Triple S vẫn còn chưa kết thúc. Vào tối ngày hôm qua 12 tháng 9 thì một người phụ nữ đã vô cùng bức xúc và lên tiếng trên trang cá nhân của mình và kể lại chuyện chị đã bị rất nhiều nhân viên của cửa hàng Zara lục soát và kiểm tra túi sách cũng như là ví cầm tay của chị vì cửa từ bất ngờ kêu khi mà chị đi ngang qua cửa hàng này. Người phụ nữ đã bức xúc lên tiếng trong vụ việc này có tài khoản Facebook là BH. Chị cho biết khi mà sử dụng thang cuốn để đi từ lầu 2 lên lầu 3 của trung tâm thương mại, khi mà đi ngang qua mép của cửa hàng Zara thì bất ngờ cửa từ đã phát tiếng kêu. Ngay lập tức rất nhiều nhân viên tại Zara đã yêu cầu kiểm tra túi sách và ví cầm tay của chị. Mặc dù chị H đã khẳng định là mình không hề bước vào trong cửa hàng này và yêu cầu nhân viên kiểm tra lại camera, nhưng nhân viên của cửa hàng này thì vẫn một mực muốn kiểm tra túi sách và ví cầm tay của chị. Chị BH cũng cho biết chị đã rất bức xúc bởi nhân viên của Zara kiểm tra túi sách của chị trước sự chứng kiến của rất nhiều người, giống như thể là chị là một người phạm pháp vậy. Và trước yêu cầu được kiểm tra túi sách của những nhân viên tại cửa hàng Zara thì chị BH vẫn làm theo và sau khi kiểm tra phát hiện không có gì khả nghi nên nhân viên đã để chị đi và họ có giải thích rằng vì cửa từ bất ngờ kêu nên buộc họ phải kiểm tra túi sách của chị. Chị cho rằng sự việc này có lẽ không quá to tát nhưng đối với chị, việc nhân viên Zara kiểm tra túi sách của khách hàng trước mặt rất nhiều người và nói đó là quy định của công ty là xúc phạm danh dự cũng như là đồng thời đã vi phạm pháp luật của Việt Nam. Và được biết sau sự việc này thì vào sáng ngày hôm nay 13 tháng 9, đại diện truyền thông của phía Zara đã xác nhận là có sự việc trên xảy ra tại cửa hàng Zara Hà Nội vào ngày hôm qua. Và người này cũng cho biết thêm hiện tại thì phía Zara cũng đã liên hệ trực tiếp với người phụ nữ này là chị BH để xin lỗi cũng như là giải quyết cho đến khi mà nhận được phản hồi hài lòng từ chị. Được biết trong khi mà bão số 5 đang suy yếu thì siêu bão Mangkhut đang tiến vào và đe dọa vùng Biển Đông. Theo như ghi nhận thì vào sáng ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội, rất nhiều người dân đã chuẩn bị sẵn tinh thần, tích trữ lương thực để chuẩn bị cho những ngày tới khi mà liên tiếp bão chồng siêu bão. Được biết siêu bão Mangkhut lúc 7 giờ sáng ngày hôm nay 13 tháng 9 sẽ còn cách đảo Luzon của Philippines khoảng 1.100 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất trong vùng gần tâm của siêu bão mạnh cấp 17. Và đến trưa ngày 15 tháng 9 tới đây thì siêu bão sẽ vào tới khu vực đông bắc của Biển Đông. Và đến sáng ngày 16 tháng 9 thì tâm của siêu bão sẽ cách đảo Hải Nam Trung Quốc 560 km về phía đông. Lúc này thì sức gió mạnh nhất gần vùng tâm bão Mangkhut sẽ giảm xuống cấp 15, giật trên cấp 17. Phía Bắc thì người dân tại khu vực Hà Nội sau khi mà nghe tin bão chồng siêu bão sắp đổ bộ và gây mưa lớn trên diện rộng thì từ sáng ngày hôm nay, từ sáng sớm tinh mơ, rất nhiều người dân tại Hà Nội đã đổ xô đi mua thực phẩm để dự phòng và tích trữ, chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với siêu bão trong những ngày tới, khiến cho những sạp rau xanh, thịt cá sáng nay đều đắt hàng như tôm tươi. Và được biết tại chợ Đồng Tâm trên đường Minh Khai thì giá rau củ đã tăng lên từ 2 cho đến 3.000 đồng một kg. Tại chợ Nghĩa Tân Cầu Giấy thì các tiểu thương tại chợ này cho biết
Những ngày gần đây thì đều lấy hàng nhiều hơn để bán vì người dân lo tích trữ lương thực, có người còn mua tới 100 tới 200 nghìn đồng tiền rau về để tích trữ. Tại các quầy thịt bò, lợn gà cũng đã nhanh chóng hết hàng từ sáng sớm. Không chỉ có chợ mà tại các siêu thị lớn trong ngày hôm nay, lượng khách ra vào quầy thực phẩm, thịt cá và rau sạch cũng tăng đột biến, cho thấy người dân đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối phó với siêu bão Mangkhut sẽ ảnh hưởng tới nước ta. Vào rạng sáng ngày hôm nay 13 tháng 9 theo giờ Việt Nam thì Apple đã chính thức trình làng 3 mẫu iPhone mới nhất của mình, đó chính là iPhone XS, XS Max và XR, là một trong những sự kiện công nghệ được nhiều người mong đợi nhất trong năm. Tuy nhiên thì mức giá cho những mẫu iPhone khi mới được ra mắt thì vẫn luôn không hề dễ chịu một chút nào cả. Được biết, tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới thì mẫu iPhone XS Max với phiên bản cao nhất có thể sẽ được bán ra với mức giá lên tới 50 triệu đồng. Như vậy là thế hệ iPhone 2018 đã chính thức được Apple cho ra mắt trong ngày hôm nay 13 tháng 9. Hai mẫu máy cao cấp là iPhone X và iPhone X Max cùng một dòng iPhone giá rẻ có tên là iPhone XR. Đúng như dự đoán thì phiên bản đầu tiên được giới thiệu có tên gọi là iPhone XS. Sản phẩm có thiết kế giống với những hình ảnh đã từng bị rò rỉ trước đây. Và đặc biệt là lần này thì Apple đã trình làng thêm phiên bản iPhone XS Max thay vì gọi là XS Plus như những tin đồn đã được rò rỉ trước đây. Dù không có nhiều thay đổi về mặt thiết kế so với người đàn anh của mình là chiếc iPhone X, nhưng về mặt cấu hình và tính năng của những chiếc điện thoại này đều được nhận định là nâng cấp đáng kể. Nổi bật nhất vẫn phải kể đến đó chính là phiên bản iPhone XS Max 2 SIM với bộ nhớ trong là 512GB. Không chỉ có 2 mà lần này Apple còn trình làng tới 3 phiên bản iPhone khác nhau tại sự kiện lần này. Sản phẩm thứ 3 có tên gọi là iPhone XR. Về mặt thiết kế bên ngoài thì iPhone XR khá là giống với chiếc iPhone 8 nhưng lại sở hữu màn hình tai thỏ như là trên chiếc iPhone X. Sản phẩm có lớp vỏ nhôm và màn hình kính cường lực với rất nhiều màu sắc khác nhau để lựa chọn, bao gồm đen, trắng, xanh, vàng và cam san hô, chắc chắn sẽ chiều lòng được rất nhiều cô gái. Không có gì lạ khi mức giá của những chiếc iPhone mới này không hề dễ chịu một chút nào cả. Nhưng được biết, mức giá của chiếc điện thoại này khi về tới thị trường Việt Nam trong thời gian tới sẽ lên tới khoảng 50 triệu đồng cho mẫu iPhone XS Max 2 SIM với phiên bản 512GB. Ngoài ra thì có thể thấy là giá của những phiên bản còn lại cũng không phải dạng vừa, với iPhone XR sẽ dao động từ 23 cho đến 30 triệu đồng, dù đây được coi là một dòng máy giá rẻ mà lần này Apple cho ra mắt. Trong khi đó thì iPhone XS sẽ cao hơn một chút, sẽ dao động từ khoảng 31 cho tới 45 triệu đồng. Ngày hôm nay 13 tháng 9 thì trên mạng xã hội bất ngờ tràn ngập những hình ảnh đối lập của một cô gái trẻ vốn được rất nhiều người biết đến với ngoại hình vô cùng xinh xắn và dễ thương. Tuy nhiên thì mới đây những hình ảnh được phát sóng trên truyền hình lại khác xa tới một trời một vực so với những bức hình mà cô đăng tải trên mạng. Và ngay lập tức thì những bức ảnh đó đã được cộng đồng mạng chia sẻ rất là nhiều và cô gái thì còn bị tố là sống ảo trên mạng xã hội. Sự khác biệt giữa những bức hình selfie và đời thường không còn là chuyện mới mẻ nữa. Khi mà giờ đây công nghệ càng ngày càng phát triển, các công cụ hỗ trợ làm đẹp và chỉnh sửa ảnh cũng mọc ra như nấm. Chỉ cần vài thao tác đơn giản là các bạn sẽ có ngay một bức hình cực kỳ lộng lẫy, khó mà khiến cho mọi cô gái có thể từ chối được, phải không nào? Và tuy nhiên, việc lạm dụng quá các phần mềm chỉnh sửa ảnh thì cũng là con dao hai lưỡi, khi mà những hình ảnh ngoài đời thật sẽ khác xa so với những bức hình trên mạng. Mới đây, tấm hình của một cô gái khi bị so sánh giữa hình selfie trước giờ lên sóng và khi xuất hiện trực tiếp trên truyền hình đã được chia sẻ rộng rãi ở nhiều diễn đàn mạng xã hội và không ít người đã thể hiện sự bất ngờ trước màn so sánh này. Được biết, cô gái trong bức hình được chia sẻ trên mạng xã hội là Đỗ Phương hay còn gọi là Tiểu Phương, 21 tuổi và sống tại Hà Nội. Hiện tại thì Phương là sinh viên và cũng là mẫu ảnh rất quen mặt với nhiều bạn trẻ. Phương hiện tại thì có hơn 100.000 người theo dõi trên trang cá nhân. Được biết, khoảnh khắc trên TV đã chụp lại khi mà Đỗ Phương xuất hiện trong chương trình Thế hệ số của kênh VTV6 với tư cách là khách mời về chủ đề là sinh viên một tiệu trường. Và có thể nói là hình ảnh trên TV với bức hình mà Phương đăng tải trên mạng xã hội khá là khác xa nhau, cũng do make up và cũng nhờ đến những phần mềm chỉnh sửa ảnh trên mạng để Phương có được một nhan sắc như trên ảnh. Và ngay sau khi những bức hình này nhận được sự chú ý đặc biệt và được cộng đồng mạng chia sẻ một cách rầm rộ thì rất nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra để bàn tán. Nhiều người thì đã để lại bình luận với nội dung ví dụ như là không thể tin được con gái thời nay nữa. Và bên cạnh đó thì cũng có một số người cho rằng do hình ảnh chụp qua TV lúc mà cô nàng đang nói kết hợp với ánh sáng bị nhòe nên là mới gây ra sự khác biệt đến như vậy. Dù gì thì cũng không nên dùng những lời lẽ khiếm nhã để bình phẩm về ngoại hình của một cô gái như vậy. Và ngay sau khi trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội thì Đỗ Phương
đã cho biết cô rất bất ngờ khi mà có người đã chụp và ghép hình của mình rồi tung lên các diễn đàn như vậy. Cô chia sẻ rằng mình thấy hơi buồn khi trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Bên cạnh đó thì Phương cũng chia sẻ thêm về việc lên hình có những góc không đẹp là điều rất dễ hiểu. Vì khi quay phim thì họ sẽ chủ yếu để tâm tới bố cục và ánh sáng, chứ không thể chọn góc mặt đẹp cho rất nhiều người như vậy được. Tuy nhiên thì cô nàng cũng khẳng định là luôn tự tin với ngoại hình của bản thân mình. Cô nàng còn nhắn nhủ tới mọi người rằng ai gặp mình rồi thì sẽ hiểu. Vừa rồi là những tin tức nổi bật nhất có trong video ngày hôm nay mà Gặp Nhau Cuối Ngày muốn mang đến cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai.